Thưa quý vị và bà con, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Đà Lạt bắt quả tang một nhóm người đang có hành vi phát dọn thực bì và đào mương thoát nước trên đất lâm nghiệp. Tại tiểu khu 144.B thuộc phường 7 thành phố Đà Lạt, một nhóm 5 người đã cuốc lớp đất mặt và phát dọn thực bì trên diện tích gần 2.000 m². Trong đó, có hơn 900 m² là đất lâm nghiệp do Ban Quản lý rừng Lâm Viên thành phố Đà Lạt quản lý. Nhóm người này khai nhận đang làm thuê cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trú tại phường 7, thành phố Đà Lạt, để được trả công 1 triệu đồng mỗi người trên một ngày. Ông Nghĩa cũng đã thừa nhận hành vi thuê người phát dọn thực bì để chiếm đất. Nhờ phát hiện kịp thời nên mức độ tác động vào đất rừng chưa lớn. Do đó, Ủy ban Nhân dân phường 7 đang lập hồ sơ để chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xử phạt hành chính với mức đề nghị là 42 triệu đồng.